Ngày 8 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy quy mô rất lớn với hơn 100 kg. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia qua các cửa khẩu tiếp giáp với các tỉnh miền Tây Nam Bộ về thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Trong đó, lực lượng công an xác định đối tượng LTH, sinh năm 1992, ngụ tỉnh Đắk Lắk cầm đầu. Đối tượng HVT, sinh năm 1975, ngụ tỉnh Tây Ninh, điều hành việc vận chuyển và nhận hàng từ các đầu mối, rồi giao lại cho LTH và đồng bọn tiêu thụ. Ma túy được ngụy trang trong các giỏ tre chứa mắm cá, theo các xe luồng xanh vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 19 tháng 8, lực lượng công an phát hiện các đối tượng vừa nhận một số lượng lớn ma túy và đang cất giấu tại nhà số 83/5, phường Tân Thế Hiệp, quận 12. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an quận 12, Công an huyện Bình Chánh, Công an huyện Củ Chi và phòng 1 thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, bắt quả tang hai đối tượng trên đang tàng trữ trái phép gần 100 kg ma túy các loại. Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ đối tượng DTMJ, một mắt xích trong đường dây với nhiệm vụ tàng trữ ma túy.